đốt gần 400 calo để eo thon bụng phẳng đón Tết chỉ với bài tập tại nhà cùng với máy đạp xe. Các bạn tin không? Nếu mà tin thì vào việc. Và bây giờ chúng ta sẽ vào với bài đầu tiên là bài racing. Bài racing này chúng ta sẽ đạp giống như kiểu mọi người đang đua vậy. Và nó sẽ làm tăng nhịp tim của mình rất là nhiều. Sẵn sàng chưa ạ? Vẫn là một cái technique của việc đạp xe. Hai đầu gối không mở ra, hai đầu gối đóng lại. Siết chặt cái bụng và giữ cho cột sống của mình trên một đường thẳng. Không cúi đầu, không gù lưng. Thẳng người hạ vai, giữ cột sống trên một cái đường thẳng. Siết bụng. Ở đây thì từ level 1 chúng ta sẽ tăng lên khoảng level 4 đến 5 để chuẩn bị vào cái dạng chặng racing đầu tiên mọi người nhá. Tăng lên đến level 7. Hai tay ra ngoài, hạ người xuống và đạp nhanh. Siết chặt cơ bụng, mở ngực. Tăng tốc nhanh hết cỡ có thể của mọi người đúng không ạ? Quay trở về, thẳng người, siết chặt cơ bụng, tiếp tục giữ quầng chân đạp nhanh. Cố lên nào cả nhà ơi. Ok, ngồi dậy, hít thở, xoay vai. Những lúc mà tập luyện ở nhà thì Trang hay đạp xe và chọn cái bài tập với máy đạp xe Merak này. Trang tin đây là một cái công nghệ mà tập luyện cho tương lai, bởi vì nó có rất là nhiều tính năng vượt trội và tiện lợi nữa. Và khi đạp xe chúng ta sẽ đốt được rất là nhiều calo và mình cảm thấy thích thú khi đạp. Hiện tại với cái chiếc máy Merak này thì mình sẽ điều khiển hoàn toàn bằng điện thoại cũng được, bởi vì nó kết nối một cái app dưới đây để theo dõi tất cả các chỉ số như là guồng chân này, tốc độ đạp này, tốc độ lên dốc này, khoảng độ khoảng cách của một buổi đạp bao nhiêu cây số và đốt bao nhiêu calo. Tăng tốc, hai tay ra ngoài, đạp nhanh, hết sức, siết cơ bụng, thẳng lưng. Bạn nào muốn thử thách hơn, tăng ở mức 10, level 10, hai tay vào trong, đạp nhanh hơn đúng không ạ? Come on. Ok, rất tốt, chúng ta đạp lại nhẹ nhàng, hạ xuống tầm level 3 hoặc là level 4. Mình có thể check được toàn bộ cái thời gian mình đạp, lượng calo, số km, rất là tiện. Nào, tăng lên mức 10, hai tay ra ngoài, racing, đạp nhanh, trở về. Hai tay ra ngoài, hạ người xuống sâu. Trở về. Rất là phê đúng không cả nhà ơi? Lặp lại, hạ xuống. Gồng cơ bụng. Trở về. Cho mình một lần nữa nha. Xuống này. Trở về, lần cuối cùng, hít thở. Ok, rồi chúng ta vặn trở về level 1. Hít thở một chút. Mình sẽ tới ngay bài tiếp theo. Bài tiếp theo chúng ta có lên núi. Mọi người sẵn sàng leo núi cùng Trang chưa ạ? Nhà mình ấy là có con nhỏ nên là có hai điều mình đặc biệt là lưu ý. Thứ nhất là một cái xe đạp phải đảm bảo an toàn. Cái thứ hai là nó không tạo ra tiếng động. Thì với cái chiếc xe đạp Merak này, nó hoàn toàn có thể đáp ứng, vì cái hệ thống của nó là dây Cura không tạo tiếng động. Mọi người tăng lên ở mức 12. Hai tay lên trên, đứng lên, nghiêng người đều sang hai bên, trái phải, trái phải. Chúng ta đạp bên nào thì mình nghiêng người về bên đó. Đang để ở level 12, tăng lên level 16. Bắt đầu đẩy hông về phía sau, gập người xuống nhiều hơn. Come on. Nếu mà ai cảm thấy nhẹ, ví dụ như Trang, mức 16 vẫn rất nhẹ. Tăng lên,
20 sẽ cảm thấy nặng hơn và phê hơn nhiều, đốt nhiều calo hơn, siết chặt bụng, gồng cả bụng, kiểm soát. Mọi người thế này, khi mình lên núi mình đạp ấy, không hề tạo một tiếng động gì, máy rất là êm, cực kỳ yên tâm, rất là thoải mái luôn cả nhà ơi. Mọi người có thấy không ạ? Ngồi xuống, vặn lại mức 1, hít thở. Nào, chúng ta xoay vai một chút. Hít thở sâu. Và are you ready? Mọi người ơi, mình sẽ quay lại lần thứ hai, level khoảng 20 đúng không ạ? Đứng lên, đẩy hông về sau, siết chặt cơ bụng. Are you ready? Cảm giác rất là mỏi ở phần đùi trước vì chúng ta lực nhấn rất là nhiều. Bây giờ mình sử dụng cái lực kéo phía sau, kéo gót chân về sau. Máy rất là êm, rất là chắc chắn và bám sàn mọi người nhé. Không hề có hiện tượng là bị lật, dù mình đang đạp một cái lực rất là mạnh. Ok, ngồi xuống, giữ nguyên mức 20 này, hai tay ra ngoài. Nào, bây giờ hãy cảm nhận sức nặng ở chân, phải ghi xuống rất là nặng mọi người ơi. Cố lên, hít thở. 3, 2, 1. Good. Rồi mọi người ơi, vặn trở lại level 1. Chúng ta hít thở và mình sẽ đến với bài tiếp theo. Bài này sẽ kết hợp cả hai này, cả racing, cả lên núi. Sẵn sàng không ạ? Hơn 3 phút, chúng ta tăng lên ở level 12 nha. Xuống. Và lên. Xuống này. Và lên này. Tăng nặng lên một chút, khoảng 16 được không ạ? Đạp chậm lại, xuống. Đạp rất là phê, rất là chắc. Trở về. Một lần nữa. Trở về. Nhấn đều. Hít thở. Sẵn sàng cho mọi người ơi. Siết bụng. Tăng lên mức khoảng 20 nhá. Are you ready? 4, 3, 2, lên tăng. Xuống giảm mức 15, tăng tốc thật nhanh. Lặp lại, tăng lên mức 20, đứng dậy. Trở về, ngồi xuống, đạp nhanh. Hạ xuống nếu mọi người thấy nặng nha. Ok, ngồi dậy, hít thở, dựng thẳng người lên, tránh trường hợp mình thả lỏng nhé mọi người nhé. Dựng thẳng người lên này. Mọi người có thể thấy là bây giờ Trang đã toát hết cả mồ hôi ra rồi, bởi vì nó đang đốt rất là nhiều calo của mình. Quay trở về, chúng ta đến với chặng thứ 2, để level ở mức khoảng 12-13 mọi người ạ. Tay ra ngoài hạ. Trở về. Ra ngoài. Trở về. Tăng lên ở level 20. Hai tay lên trên, đứng dậy. Ngồi xuống. Giảm nhẹ lại một chút. Và đạp nhanh. Lên. Mình sẽ tăng lên khoảng 26. Ngồi xuống. Giảm lại. Nhấn mạnh. Đạp nhanh. Tiếp tục. Up. Tăng lên mức nặng nhất có thể. Mình để mức 30. Nào, ngồi xuống. Giảm nhẹ lại. Hít thở. Tăng tốc. Ok, ok, bây giờ là lúc chúng ta sẽ chọn một bài hát nhẹ nhàng để mình thả lỏng. Mọi người ngồi dậy, chỉ với 9 phút thôi,
chúng ta đã đốt rất là nhiều calo. Và mọi người thấy không ạ? Mình đã ra rất là nhiều mồ hôi rồi, cảm thấy người cực kỳ nóng. Và mỗi lần tập luyện thì các bạn hãy tập khoảng 2 đến 3 lần cùng một lúc, nó rơi khoảng tầm 30 phút thì chúng ta sẽ đốt cực kỳ nhiều calo. Trong một buổi có thể đốt từ 400, 500, thậm chí 600-700 calo là chuyện hoàn toàn bình thường. Và bây giờ thì mình sẽ cool down nhé mọi người nhé. Đạp nhẹ nhàng theo cái nhịp đạp của mình, nhưng nhớ là chúng ta đừng thả lỏng phần vai, bởi như vậy nó sẽ không tốt cho lưng của mình, mà luôn luôn hạ vai xuống và giữ từ đỉnh đầu xuống tới phần cột sống bên dưới của mình trên một đường thẳng. Để mà tập luyện lại, các bạn hãy bật lại những bài hát này và lặp lại một lần. Còn bây giờ thì mình sẽ cool down luôn nhé. Nào, vươn tay lên cao, giãn toàn bộ phần lưng của mình, trở về đổi bên. Trở về. Siết bụng mở ngực, ngồi thẳng dậy, xoay vai. Lần tiếp, giãn toàn bộ phần eo của mình, xoay sang, đổi bên ngược lại, xoay sang. Rồi chúng ta giãn bằng cách là nắm hai tay lên đầu của chiếc xe đạp, đẩy toàn bộ phần hông về phía sau, giãn toàn bộ phần đùi sau của chân trước. Tương tự đổi bên ngược lại, chân phía trước duỗi thẳng, đẩy toàn bộ hông ra sau và giãn. Ok, vậy là chúng ta hoàn thành xong gần 10 phút đạp xe. Và với gần 10 phút này các bạn sẽ đốt khoảng tầm từ 150 đến gần 200 calo. Với bạn nào mà chúng ta có sức và mình có thể cảm thấy là đạp rất thoải mái thì hãy lặp lại video này một lần nữa và đạp thêm một lần nữa nhé. Hãy tập luyện bài tập đạp xe này mỗi ngày để có bụng phẳng và eo thon, đón Tết và giữ dáng trong suốt đợt Tết này nhé. Và đừng quên follow kênh của Trang Lê Fitness nếu các bạn thấy hay và bổ ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.